Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh LTK Bonsai. Quý cô chú và anh chị, hôm nay trở về nhà vườn Bích Nhung, cho Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị và lời cảm ơn chân thành quý cô chú và anh chị. Số điện thoại bên nhà vườn là 0334270232, cũng là số Zalo bên gia shop ở nhà vườn của Bích Nhung hay quý cô chú anh chị. Trong quá trình quay thì có gì sơ suất thì cũng mong cô chú mình thương tình và bỏ qua ha. Hôm nay em có một số mặt hàng cũng như có cốc nè, có một số trang, có sam hương ha quý cô chú. Sam hương thì hàng lớn, hàng khủng ha. Em đặc biệt em có một cây lộc vừng. Cũng một số trang sen, có hai cây sơ ri phôi trang ha, cũng đa chủng loại cho quý cô chú mình tham khảo. Thí dụ như có hợp mẫu nào thì mong cô chú anh chị mình thương tình và ủng hộ cho nhà vườn Bích Nhung ha quý cô chú anh chị. Đầu tiên em vô một mẫu đầu tiên là một cây trang sen Nhật ha. Cây này thì sống khỏe, em nuôi trong đây nó khoảng 2 năm rồi, cây thì củ đế rất là nhiều ha quý cô chú anh chị. Đây. Cây thì sống, cây thì khỏe, rất là khỏe ha. Lá thì xanh mương mướt hết trơn. Tổng chiều cao của cây là được 20. Tán ngang của nó là được 21. Tổng tán hết trơn là được 36 ha quý cô chú. Tổng cái hoành ở đây là được 17 ha quý cô chú anh chị. Tổng cái bệ rễ đặc của nó là được 48. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 cây sen Nhật ha quý cô chú, hàng mini ha. Bông thì nó rất là sai bông, nhưng mà cái dòng này bông nó rất là chậm tàn ha quý cô chú. Mình chơi là tầm 1 tháng cho lên nó mới tàn. Nhưng mà bông thì nó nối tiếp không. Ví dụ bông này tàn thì những cái bông này nó sẽ lớn lên lại ha. 500.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2 ha. Mã số 2 là có một, cũng là một cây trang sen Nhật, nó có cái dáng giống như cái con gì nó nằm á quý cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 20. Tán ngang là được 20. Tổng tán dài của nó là được 31. Cái này em đo gì đi quý cô chú ơi, nó do nó nằm á cho nên là em không có đo cái thiệt cái thân được ha. Tổng hoành ở đây là được 20. Đó là cái thân, một cái thân ở đây đi. Một cái thân ở đây là được 11 ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. 500.000. Mã số 3 đó nè, mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây sen Nhật ha. Cây này thì nó có cái phơm tròn ha quý cô chú anh chị. Cây thì củ đế rất là nhiều ha, già cây. Cây này thì do em nuôi trong đây cũng được năm mấy, 2 năm trời rồi. Tổng chiều cao cây này là được 22. Tổng tán là được 24. Tổng hoành của nó là được 14 rưỡi ha quý cô chú. Tổng bệ đế của nó là được 47. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 bao phí vận chuyển quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 4 là một cây sen Nhật luôn ha quý cô chú. Tổng chiều cao là được 24. Tổng tán của nó là được 26. Tổng hoành của nó là được 14. Tổng bề đế là được 40. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình 400.000 bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 5 cũng là một cây sen Nhật luôn ha quý cô chú. Chiều cao của nó là được 20. Tổng tán ở đây là được 25. Tổng hoành của nó là được 15. Tổng bề đế của nó là được 42 quý cô chú. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 6 là một cây trang Thái vàng ha quý cô chú. Thái vàng, cây thì sống khỏe rồi ha. Đế rất là nhảy ha. Rất là già cây rồi. Chiều cao đó nó là được 20. Tán bay ra đây là được 24 ha quý cô chú. Hoành là được 19.
Rễ thì nó đặt nguyên cái giót luôn rồi quý cô chú ơi. Tổng hoành rễ của nó là được 64. Rồi mã số 4 này, mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400 ngàn cho cây trang xe trang vàng ha, trang thái vàng. 400 ngàn. Tiếp theo mã số 7 cũng là một trang thái vàng luôn ha. Cây này thì nó cũng khỏe, mầm nó lên cao cho nên em cũng điểm xương một nước dây rồi ha. Em tính từ mặt phôi xuống thôi ha quý cô chú. Mã số 7 ha. Chiều cao của cây là được 21. Tán ngang của nó là được 19. Tổng tán dài của nó là được 36. Tổng hoành của nó là được 21. Tổng bề rễ của nó là được 43. Mã số 7 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400 ngàn bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo là mã số 8 là một cây sơ ri ha. Cây sơ ri. Sơ ri Thái ha quý cô chú. Chiều cao của nó là được 35. Tổng cái tán của nó là được 44. Tán ngang ở đây là được 17. Hoành của nó là được 14 ha quý cô chú. Em đo cái tổng cái cần bay nó xuống đây là được 48. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn bao phí vận chuyển ha. 500 ngàn cho cây sơ ri Thái ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9 là một cây sơ ri luôn ha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 40. Cái tán xuống đây là được 42. Hoành là được 14. Này thì dưới này nó có cái củ lớn hơn nhưng mà em không có làm xuống ha. Rồi mã số 9 thì em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Cho cây sơ ri Thái mã số 9. Lên xù cái thằng này luôn cô chú anh chị. Nó kéo theo á. Nó kéo theo mà nó xù. Tiếp theo mã số 10 là một cây sam siêu bông ha quý cô chú. Sam siêu bông ha. Thân rất là thân thì co lắc ha. Em tính từ cái đỉnh phôi này xuống đây là được 20. Tổng cái tán ngang của nó là được 39. Tổng cái tán đổ xuống đây là được 48. Em đo cái hoành này đi quý cô chú ơi. Đo hoành này một cái đi mình đo xuống dưới nha. Hoành ở vị trí này là được 21. Một cái tay lên đây ha. Tổng hoành ở đây là được 31. Tổng bề rễ của nó là được 56. Rồi mã số 10 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn bao phí vận chuyển ha quý cô chú anh chị. 500 ngàn cho cây sam siêu bông ha. Cây này thì em cũng đã định hình cho mình một nước dây rồi ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 11 cũng là một cây sam siêu bông luôn. Tổng chiều cao của cây là được 22. Cái tán xuống đây là được 33. Tổng cái tán này là được 15. Tổng cái hoành này là được 32. Tổng bề rễ của nó là được 61. Mã số 11 cây sam siêu bông này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500 ngàn bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là em có một cây lộc vừng ha quý cô chú anh chị. Mã số 10. Mười mấy anh hai? 12. Là một cây lộc vừng ha. Cây thì rất là quái ha quý cô chú. Cũng vô một nước dây xương cho mình định hình ha. Em tính từ cái mặt phôi xuống thôi ha quý cô chú. Phôi xuống là 45. Tính từ đỉnh xuống luôn là được 4 được 64. Tổng hoành của nó là được 34. Tổng cái bệ của nó, củ đặc của nó là được 72 á quý cô chú anh chị. 72 cốt cành này thì nó cũng cỡ ngón tay cái của em rồi.
Rồi mã số 12 cây lộc vườn này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800 ngàn bao phí vận chuyển cho quý cô chú và anh chị mình luôn ha. 800 ngàn cho cây lộc vườn trời đó luôn ha. Cái ổi đi. Rồi tiếp theo mã số 13 là một cây ổi Đài Loan ha quý cô chú. Em có một cây ổi Đài Loan ha. Cây thì em cũng điểm một xương cho mình một nước dây rồi ha. Cây này về là có trái liền ha quý cô chú. Cây này đang ra bông ha. Đang ra bông là về tầm chừng một tháng sau là nó có trái. Tổng chiều cao của cây là 1m15. Tổng cái tán ngang ở dưới đây là được 76. Cây thì nuôi trong cái giót sống khỏe ha. Tổng hoành của nó là được 25. Rồi mã số 13 là cây ổi Đài Loan này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 800 ngàn bao phí vận chuyển hết quý cô chú và anh chị. Khi đi em sẽ cốp cái tàn vô ha. Tôi cốp vô cho nó gọn rồi mình đi xong rồi về mình về nhà mình gỡ ra được bình thường hết quý cô chú anh chị. 800 ngàn cho cây ổi Đài Loan mã số 13. Tiếp theo mã số 14 là một cây sam hương ha quý cô chú anh chị. Sam hương này thì cây thì sống khỏe, bạc mầm hết, em cũng điểm xương một nước dây cho mình rồi ha quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 34. Tổng cái tán ngang của nó là được 40. Ông hoành của nó là được 35. Nó đừng kính bầu chị. Tại dễ ăn... Tổng hoành rễ của nó là được 62. Đường kính bầu ngang là nó được 26. Mã số 14 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 2.200.000 đồng bao phí vận chuyển cho cây sam hương ha quý cô chú anh chị. Đế thì trải đều hết ha quý cô chú. Chứ xem mã số 15 là một cây sam hương luôn ha quý cô chú. Cây thì cốt cành nó cũng có ha, chi cành thì có đầy đủ không quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 33. Tổng tán ngang của nó là được 48. Tổng hoành eo ở đây là được 32. Tổng hoành rễ của nó là được 72. Rồi mã số 15 cây sam hương này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 2.200.000 đồng luôn hết quý cô chú và anh chị. 2.200.000 đồng cho cây sam hương mã số 15. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây sam hương luôn hết quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 31. Tổng tán ngang của nó là được 47. Tổng hoành của nó là được 39. Tổng bề rễ của nó là được 66. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là cây sam hương cũng là 2.200.000 đồng bao phí vận chuyển theo quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây sam hương luôn ha quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 39. Tổng tán ngang của nó là được 39 luôn. Hoành eo ở đây là được 34. Tổng bề rễ của nó là được 66. Mã số 17 cây sam hương này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 2.200.000 đồng bao phí vận chuyển luôn. Mã số 17. Tiếp theo mã số 18 là một cây sam. Sam này sam gì ta? Sam sông hình da me ha quý cô chú anh chị. Em thì không có rành hung về sam ha. Cho nên cái form thì thấy nó đẹp đẹp thì ấy thôi, em lên cho bà con mình tham khảo ha. Cây này thì nó có cái tông giống như tàn thông. Cây thì em đã gỡ hết dây cho mình luôn rồi ha quý cô chú. Hết dây rồi, cây thì hết dây rồi. Tổng chiều cao của cây là được 1m05.
tổng cái tán ngang của nó là được 85. Hoành ở vị trí này là được 23. Xuống đây xíu là được 27 ha quý cô chú anh chị. Tổng bề rễ của nó là được 79. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.500.000 đồng bao phí vận chuyển. Khi đi em sẽ rút chậu bó bầu nha quý cô chú và anh chị. Tại vì cái chậu này, chậu xi măng nó nặng quá cho nên là em phải rút chậu bó bầu cho mình đi ha. Cây thì hết dây rồi, hết dây rồi. Em có một cặp hồng ngọc mai ha quý cô chú anh chị. Một cặp hồng ngọc mai. Này em lên một cặp nha. Tổng chiều cao của cây là được 30. Bên này thì được 30 luôn. Hoành bên đây là được 10. Hoành bên đây là được 14 nha quý cô chú anh chị. Cặp hồng ngọc mai mã số 19 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300.000 đồng bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 20 là một cây giấy Mỹ ghép này ghép nhiều màu lắm nha. Cây này thì em bao mình từ 7 màu trở lên. Là trong đây có những cái giống mới nha, có dưa hấu, có nhiều mẫu thái nha quý cô chú. Cây này thì em bao từ 7 màu ha. Nó chưa có lên đủ mặt bông nhưng mà em bao mình từ 7 màu trở lên. Chiều cao của cây là được 1m1. Tán ngang của cây là được 88. Hoành của cây là được 17 ha quý cô chú anh chị. Đế sổ thì cũng rất là dễ thương ha. Đế sổ của nó là được 30. Mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500.000 đồng bao phí vận chuyển ha quý cô chú anh chị. Cây đi thì em cây này thì em sẽ xếp luôn cái chậu nhưng mà trong quá trình đi có thể nó sẽ bể cái chậu nhưng không ảnh hưởng gì cây ha. Cây đi thì có thể nó rụng lá và rụng hoa. Về tầm 1 tháng là nó ra lại à. Rồi tiếp theo cũng là một cây gốc Mỹ ghép cũng 7-8 màu nha quý cô chú. Hiện thời thì nó có màu trắng nha. Màu trắng là chiều tím nha. Có dưa hấu. Có dưa hấu, có này là sen đen, rượu vang. Nhưng mà cây này thì em sẽ bao mình từ 7 màu. Cái này em đóng thêm là cho nó được 10 màu, mười mấy màu đóng thêm. Nhưng mà trong quá trình giờ mình gửi thì cây trên cây hiện thời nó cũng đã 7 màu rồi hết quý cô chú. Từ 7 màu trở lên. Mã số 22. Chiều cao của cây là được 75. Tán ngang của cây là được 90. Hoành của nó là 26. Cái bề rễ của nó là 65. Rễ thì lắng quắng rất là dễ thương nha quý cô chú. Mã số 21 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 650 ngàn bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. 650 ngàn cho cây này thì cây 7 màu ha. Cũng có một số giống mới trong đây nha quý cô chú. Mã số 22 là một cây Mỹ Hồng nha quý cô chú. Cây này thì cái xây nó lớn. Rồi sau đó chiều cao lên trời. Sau đó chiều cao đây. Tổng chiều cao em tính mình 1m4 ha quý cô chú anh chị. Tán ngang của cây là 1m3. Hoành thì 14,5 ha quý cô chú. Có thân của cây là được 26. Cây này thì nó cũng có củ ở dưới này ha. Cây này khi đi em sẽ rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600 ngàn bao phí vận chuyển. Khi đi em sẽ rút chậu bó bầu nha. Cây nằm trong chậu này nó giòn, lâu ngày nó giòn quá cho nên là em sẽ rút chậu bó bầu. Khi tiếp bên này. Mưa quá xá rồi, cô quý cô chú ơi. Chết luôn anh hai, nặng dữ hả? Đó, nặng mà còn gặp trời mưa.
Rồi tiếp theo nữa là một cây mỹ hồng luôn hay quý cô chú anh chị. Cây này trong cái chậu đen này thì khi đi em sẽ xí ít luôn cái chậu đen, tất cả cây này là về phần chậu hết hay quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là 1m25. Tán ngang của cây là 1m25 luôn. Cây thì em cuôn tàn lại cho nên nó gọn nhưng mà phơm nó đặc ha. Hoành thân thì 13,5. Thoát thân của nó là được 38. Mã số 23 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. 500 ngàn cho cây mỹ hồng ha. Tới nào rồi anh hai? Này hả? Ủa sao này thấy mấy rồi? 24 là một cây hồng hường nha quý cô chú. Cây này thì cũng là cây thuần chậu luôn ha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 1m25. Tán ngang của cây là 1m1. Hoành của nó là 11. Thoát thân của nó là được 50. Cây hồng hường này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350 ngàn bao phí vận chuyển nha quý cô chú. Cái màu hồng hường thì nó rất là ngọt ha. Là ngọt, 350 ngàn cho cây hồng hường. Mã số 24 nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 25 là một cây vàng lá trung, còn gọi là vàng ta hay quý cô chú. Chị mưa ướt át quá rồi. Tổng chiều cao của cây là được 1m1. Tổng cái tán ngang của nó là được 1m2. Hoành là được 11 hay quý cô chú. Thoát thân của cây là được 20. Mã số 25 này cây vàng lá trung này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300 ngàn bao phí vận chuyển với quý cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây sen xưa hả quý cô chú. Mã số 26 là một cây sen xưa. Cây này thì cũng là sống khỏe rồi. Cái mặt hoa sen xưa nó rất là giống cái bông giả hả quý cô chú. Mặt hoa sen xưa nó rất là giống cái bông giả. Đây thì bông nó rất là tươi và đẹp ha. Chiều cao của cây là 1m05. Tán ngang của cây là 90. Hoành của cây là được 9. Thoát thân cây này là được 25. Mã số 26 cây sen xưa này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250 ngàn bao phí vận chuyển với quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 27 cũng là một cây sen xưa luôn ha quý cô chú. Mặt hoa nó lên rất là nhiều luôn rồi ha. Cây thì sống khỏe hết rồi. Tổng chiều cao của cây này là được 1m06. Tán ngang của nó là được 95. Thân chỗ này thì nó hơi lắc xíu ha. Hoành thì được 9 nha quý cô chú anh chị. Thoát thân của cây là được 32. Rồi mã số 27 này là cây sen cũng nghe giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250 ngàn bao phí vận chuyển luôn theo quý cô chú. Mưa quá ướt quá cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 28 là một cây hồng tím thơm hả quý cô chú. Đây mặt hoa là hồng tím thơm, là cây này là có cái mùi thơm nhẹ ha. Mặt hoa hồng tím thơm thì bông nó thơm nhẹ. Chiều cao của cây là 1m3. Tán ngang của cây là được 1m4. Hoành là được 12. Thoát thân của cây là được 55. Cây hồng tím thơm này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400 ngàn bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. 400 ngàn cho mã số 28. Tiếp theo mã số 29 là một cây đỏ Dubai ha. Dubai cam. Dubai cam. Tổng chiều cao của cây là 1m2. Tán ngang của cây là được 1m05. Hoành của nó ở vị trí này là được 13 hay quý cô chú anh chị. Thoát thân của cây là được 30. Cây Dubai cam này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350 ngàn bao phí vận chuyển quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 30 là một cây
hồng lá lê ha, hồng phấn lá lê. Cây này thì nó có cái form giống như cái tàn dù cao ha. Tổng chiều cao của cây là được 1m2. Gió quá. Tán ngang của cây là được 1m15. Hoành của nó là được 12. Vị trí này được 2 trên này mình kể chừng 10 đi ha quý cô chú. Thoát thân cây này là được 65. Mã số 30 cây hồng phấn lá lê này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300 ngàn bao phí vận chuyển quý cô chú anh chị. Nặng quá, để dưới luôn đi cô chú ơi. Nặng quá em sẽ nhắc lên hết nổi rồi. Rồi đây tiếp theo là một cây vàng vàng chân cam ha quý cô chú. Nó cũng cái này có người nó giống giống như là cây Dubai nhưng mà lại là vàng chân cam. Là vàng chân cam. Tổng chiều cao của cây là 1m4. Tổng tán ngang của nó là được 1m1. Hoành ở vị trí này là được 10. Dưới này là được 11 thôi quý cô chú. Thoát thân của cây này là được 57. Rồi cây vàng chân cam này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn bao phí vận chuyển thôi quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 32 là một cây trang thái đỏ thôi quý cô chú. Cây thì đang rực hoa, cây thuần chậu đang rực hoa. Tổng chiều cao của cây là được 79. Tán ngang của nó là được 65. Hoành của nó là được 10. Cây thì một thân một cốt nhưng mà nó thoát thân khoảng 5 cm thôi ha quý cô chú. Rồi mã số 32 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250 ngàn bao phí vận chuyển ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 33 là một cây thái đỏ luôn, trang thái đỏ luôn ha. Cây này thì cái bên này em để nó bị dập nắng nó không ra bông nhưng mà tất cả bên kia thì nó ra bông hết rồi ha quý cô chú. Cây thì sống khỏe. Tổng chiều cao của cây là được 1m. Tán ngang của cây là được 70. Cây này thì cũng một thân một cốt nhưng mà nó không có thoát thân ha. Hoành thì được 11 ha quý cô chú anh chị. Không có thoát thân. Thoát có chút xíu thôi ha quý cô chú. Thì thả cây thì một thân một cốt. Rồi mã số 33 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350 ngàn bao phí vận chuyển ha quý cô chú anh chị. 350 ngàn cho mã số 33. Tiếp theo mã số 34 là một cặp phôi đỏ ha, phôi thái trang thái đỏ ha quý cô chú. Chiều cao bên đây là được 15. Cao bên đây được 15 luôn. Hoành bên đây là được 15. Tổng hoành bên đây là được 17. Rồi mã số 34 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300 ngàn bao phí vận chuyển ha. Cho một cặp nha quý cô chú anh chị. 300 ngàn cho cặp phôi trang đỏ. Tiếp theo mã số 35 là một cặp phôi trang đỏ luôn. Chiều cao của cây bên đây là được 15. Bên đây là được 10. Hoành là được 12. Ủa 13. Em đo lại cho chính xác quý cô chú ơi. Hoành ở đây là được 14, mình tính 13 thôi ha quý, gần 15 mình tính 13 đi quý cô chú ơi. Cái gì nó mắc kẹt cái đó. Bên này thì được 14. Rồi một cặp mã số 35 trang đỏ thái đỏ này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300 ngàn bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú. Tiếp theo mã số 36 cũng là một cặp phôi trang đỏ thái đỏ luôn ha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 18. Bên đây là được 13. Hoành của nó là được 19. Hoành bên đây là được 14. Mã số 36 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300 ngàn bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú anh chị. Ủa sao không lên đó luôn đi? Hả? Trời ơi thì để lên sao? Tiếp theo là một cặp me ha quý cô chú. Em một cặp me Thái ha.
Me chua nghe quý cô chú. Me chua. Nhìn nhìn giùm em xíu anh hai, nhìn cái cho nó dính lại. Nè em lên một cặp cho mình luôn ha. Chiều cao cây bên này là được 44. Cao bên này là được 40. Cái này đo làm sao trời. Đo trên này đi quý cô chú ơi. Quạnh nó trên này là được 10 ha quý cô chú anh chị. Quạnh cây bên này là được 13. Em đo cái củ này. Đây có một cái củ đặc ha. Quạnh củ bên này là được 39. Củ bên này là được 35. Rồi một cặp me này ba mã số 37 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 700.000 bao phí vận chuyển quý cô chú anh chị. 700.000 cho một cặp me ha. Tiếp theo mã 38 cũng là một cặp phôi trang đỏ, trang thái đỏ. Chiều cao bên đây là được 15, cao bên đây là được 12. Hoành là được 16. Hoành bên đây là được 15. Rồi mã số 37, 38 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình nhắn là 300.000 bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú. Tiếp theo là một combo 3 cây luôn ha quý cô chú. Điểm lên 3 cây luôn. Chiều cao cây bên đây là được 12, bên này là được 13. Cây này thì được 12. Hoành thì được 14. Hoành cây này cũng 14 luôn quý cô chú. Hoành cây này thì được 13. Một combo này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 cho 3 cây ha quý cô chú. Mã số 39. Cái combo 3 cây. Tiếp theo mã số 40 cũng là một cặp thái đỏ luôn. Chiều cao bên đây là được 15. Bên này là được 16. Hoành bên đây là được 15. Hoành bên đây là được 15 luôn. Rồi mã số 30 40 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 300.000 bao phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 41 là một cây cóc thái nha quý cô chú anh chị. Tổng chiều cao của cây là được 1m1. Cái tán ngang của nó là được 62. Hoành của nó là được 33. Rồi cây cóc thái mã số 41 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 42 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là một cây si búp hồng nha quý cô chú. Cây này thì sống khỏe hết rồi, em để đây nó cho nó bị khuất cho nên là mình thấy nó không có được đỏ không ai, nhưng mà nó vẫn lộ ra hồng ha. Tổng chiều cao của cây là được 80. Tán ngang của cây là được 85. Cây thì đang sống khỏe lắm hả quý cô chú. Cây nặng quá không lên bàn xe được, các quay cũng hạn chế cô chú anh chị thông cảm ha. Cái gì chị nặng quá em. Thêm hình ảnh qua Zalo. Hoành của nó là được 128. Tổng cái bể rễ của nó là được 1m6 quý cô chú ơi. Rồi cây si búp hồng này mã số 42 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 4.500.000 đồng bao phí vận chuyển quý cô chú anh chị. Rồi đây cũng là một cái cây cuối clip hôm nay ha. Nhà vườn Bích Nhung chân thành cảm ơn quý cô chú, là rất mong được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Mình chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.